Yêu là khổ. Bản chất từ bi hay thương người và sẵn sàng cảm thông giúp đỡ, đại đức Ananda rất khiêm nhã. Phong cách uy nghi lại thêm sắc diện sáng tươi khả ái đã vô tình khiến cho một thiếu nữ say mê cuồng nhiệt. Câu chuyện như vậy. Có một hôm gặp mùa hè nóng bức, đại đức hữu sự đi đường xa. Lúc trở về kỳ viên tịnh xá, ánh nắng gay gắt như đốt cháy thịt da, khiến đại đức khát nước khô cổ, mồ hôi nhễ nhại. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ đang xách nước xuất hiện như một cứu tinh. Quá vui mừng, đại đức đến gần và lên tiếng: "Này tín nữ, bần đạo đi đường xa nên khát nước. Nếu không thấy phiền, xin tín nữ vui lòng cho bần đạo ít nước giải khát." Nghe lời nói vô cùng lịch sự và tao nhã, thiếu nữ ngước lên nhìn, nàng giật mình mất bình tĩnh, vừa bước lui vừa nói: "Thưa đại đức, tôi không dám dâng nước cho đại đức đâu. Đại đức cũng không nên uống nước này, vì đại đức là dòng dõi quý tộc, còn tôi là dòng nô lệ thấp hèn." "Tín nữ không nên nghĩ như vậy. Bần đạo là người vô giai cấp, bần đạo là Thích Tử Sa Môn, chứ không phải vua chúa, bà la môn, thương gia hay lao động, mà chỉ là một con người như tín nữ vậy." "Tôi chỉ sợ làm quen ố đến đại đức, vì đại đức nhận nước từ tay người khác giai cấp, mà kẻ ấy lại là tôi, một giai cấp hèn hạ, nô tỳ, và chính cá nhân tôi cũng bị đắc tội. Chứ thật ra, tôi đâu tiếc rẻ gì với đại đức." Nàng trả lời với giọng nhẹ nhàng và xúc động: "Tín nữ này, sự quen ố và tội lỗi có bao giờ có đối với người nặng lòng từ bi và nhiều nhân ái. Sự quen ố và tội lỗi chỉ có trong hành vi bất thiện. Như vấn đề này, bần đạo là người xin nước, tín nữ là người thí nước, tất cả đều là hành động đạo lý. Mà hành động đạo lý thì không thể bị quen ố và có tội. Trái lại, nó là chất nước trong sạch để tẩy rửa những vật dơ bẩn. Truyền thống giai cấp mà Bà La Môn giáo chủ xứng không tạo được sự bình đẳng, mà chỉ tạo thêm sự ngăn cách, làm tổn thương nhân phẩm. Đức Tôn Sư của Bần Đạo có dạy rằng, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có sự bất bình đẳng trong giọt nước mắt cùng mặn. Tất cả sự thật Bần Đạo đã giải bày. Nếu tín nữ có thể cho được thì xin đổ nước vào cái bát này." Nàng cảm thấy thấm thía ngọt ngào qua lời nói vừa thành thật vừa hữu lý của đại đức. Đấy là lần đầu tiên trong đời bất hạnh của nàng mới được nghe. Nhất là lời nói đó xuất xứ từ con người mà đời cho là thượng lưu quý tộc. Dư âm lời nói dường như cứ ngân nhẹ trong tai nàng. Bàn tay dịu dàng trịnh trọng đổ nước vào bát đại đức trong tư thế quỳ một chân. Còn đại đức Ananda thì đứng cúi xuống nhận nước và uống một cách ngon lành. Nàng ngước nhìn đại đức uống nước mà niềm vui tràn ngập cả tâm hồn. Uống xong, đại đức phúc chúc: "Cầu cho tín nữ được nhiều hạnh phúc." Nàng nghiêng thùng nước và mời: "Bạch đại đức, xin đại đức uống thêm cho thật hết khát." "Vừa đủ rồi tín nữ à." "Bạch đại đức, làm sao tôi có hân hạnh được biết quý danh đại đức?" "Tín nữ có từng nghe tên Ananda, thì giả của Đức Phật bao giờ chưa?" "Dạ có." "Có từng thấy mặt không?" "Dạ không." "Chính tín nữ đang tiếp chuyện với Ananda đó." Nàng bàng hoàng vì sung sướng ngập lòng. Quả thật, nàng chưa bao giờ dám mơ ước được thấy mặt con người bằng xương bằng thịt, huống chi được hầu chuyện cùng đại đức thị giả của Đức Thế Tôn. Hào quang của sự sung sướng tỏa chiếu ra ngoài sắc mặt và ánh mắt. Nàng nói thật nhẹ, giọng nói hơi run: "Bạch đại đức, thật là một diễm phúc lớn cho tôi được gặp đại đức. Người có giới hạnh, có danh vị mà tôi cứ tưởng là mình nằm mộng." Đại đức Ananda từ giả nàng và về kỳ viên tịnh xá. Được một đôi đường, đại đức nghe tiếng chân người phía sau, bèn quay lại nhìn,
thì thấy thiếu nữ ban nãy đinh ninh là cô ta ở cùng đường, nên Đại Đức cứ tiếp tục đi, không nghi ngờ chi cả. Nhưng khi đến gần cổng chùa, không còn ngã rẽ, Đại Đức quay nhìn lại, vẫn thấy nàng lẻo đẻo theo sau, cặp mắt đắm đuối nhìn mình, bèn dừng bước, chờ nàng đến gần, hỏi: Tín nữ đi về đâu? Dạ, tôi đi về chùa Kỳ Viên. Tín nữ vào đó để làm gì? Để được gặp Đại Đức và trò chuyện với Đại Đức. Tín nữ không nên vào đây nếu không có lý do chánh đáng, vì đây là chỗ của chư tăng. Tốt hơn tín nữ nên về nhà. Tôi không về nhà nữa. Tôi thương Đại Đức. Đời tôi chưa bao giờ gặp ai khả kính, khả ái như Đại Đức. Này tín nữ, Đức Tôn Sư dạy rằng, muốn biết người tốt xấu, phải ở chung lâu ngày, nhận xét vô tư và phải phán quyết sáng suốt. Ở đây tín nữ mới gặp bần đạo một lần, thì làm sao dám quả quyết là bần đạo khả kính, khả ái? Nếu bần đạo đã mượn danh Đại Đức Ananda, thì tín nữ nghĩ sao? Thôi, tín nữ hãy về nhà đi, đừng vào chùa, bất tiện lắm. Dù Đại Đức là ai, tôi vẫn thương Đại Đức. Tín nữ, Đức Tôn Sư dạy rằng, yêu là khổ, yêu sinh ra lo sợ, yêu là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Tín nữ không sợ khổ sao? Thưa Đại Đức, tôi sợ khổ và không muốn bị khổ. Mọi người trên thế gian cũng như tôi. Tuy nhiên, tôi muốn được thương yêu, đặc biệt là yêu thương Đại Đức. Làm sao được hả tín nữ? Vì nhân quả lúc nào cũng liên quan mật thiết. Cái nhân thương đã gieo thì cái quả khổ phải gặt. Đại Đức nói vậy chứ tôi nào thấy khổ. Tôi chỉ thấy vui sướng và hạnh phúc khi được gặp gỡ chuyện trò với Đại Đức, người mà tôi yêu thương quý kính nhất đời. Nếu sau này không gặp gỡ bần đạo nữa thì tín nữ có khổ không? Chắc chắn là phải khổ nhiều lắm. Như vậy chứng tỏ thương là khổ. Không phải vậy, đó là do sự xa cách người thương, chứ không phải do bản chất của sự yêu thương. Nếu xa cách người không thương thì có khổ không? Dạ không. Này tín nữ, như vậy là tín nữ đã tự thú rằng chính sự thương yêu là nguyên nhân của đau khổ. Bạch Đại Đức, sự đau khổ mà Đại Đức vừa nói, đó là sự đau khổ của người không được yêu thương. Nếu được yêu thương thì đâu có khổ. Tín nữ đã từng yêu thương lần nào chưa? Từ trước thì chưa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được yêu thương. Nếu chưa từng được yêu thương thì tín nữ làm sao biết chắc là không đau khổ? Người bốc lửa dù cố ý hay vô tình cũng bị nóng, phải không tín nữ? Dạ phải. Vậy thì cái khôn ngoan nhất là đừng bốc lửa thì không nóng, cũng như không yêu là không khổ. Bạch Đại Đức, dù Đại Đức giải thích cách nào tôi cũng yêu Đại Đức. Nếu Đại Đức không chấp nhận tình yêu đơn phương của tôi thì Đại Đức cứ nhận tôi như một người giúp việc trung thành, để tôi được phục việc Đại Đức, và riêng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Thật tội cho tín nữ quá. Tại sao tín nữ lại thương một người như bần đạo, trong khi tình thương yêu của bần đạo đã hiến dâng trọn vẹn cho Đức Tôn Sư rồi? Thú thật với tín nữ, trái tim bần đạo không còn khoảng trống. Bần đạo cũng không thể chấp nhận tín nữ như người giúp việc, vì điều này Đức Tôn Sư đã cấm chỉ. Bần đạo thông cảm nỗi lòng tín nữ, song bần đạo không thể vượt ra ngoài khuôn khổ luật định. Tín nữ hãy về đi, không khéo chứ vị tỳ kheo Sa Di thấy được thì họ sẽ chê trách bần đạo. Và lại nơi đây rất gần hương thất Đức Bổn Sư, tín nữ hãy nên tự trọng. Đức Bổn Sư nghe rõ câu chuyện đối đáp giữa hai người, bèn lên tiếng hỏi:
Chuyện gì đó A Nan? Bạch Thế Tôn, một thiếu nữ đòi theo đệ tử vào chùa. Hãy cho cô ta vào và dẫn đến đây gặp Như Lai. Đại đức A Nan hướng dẫn thiếu nữ vào bái kiến Đức Phật. Đức Tôn Sư hỏi: A Nan, câu chuyện xảy ra như thế nào mà cô đây đòi theo ngươi vào chùa? Sau khi nghe đại đức Ananda tường thuật, Đức Tôn Sư hỏi thiếu nữ: Này tín nữ, tín nữ thương A Nan phải không? Bạch Đức Thế Tôn: Phải. Tín nữ thương chỗ nào? Đệ tử thương cặp mắt. Tín nữ này, mắt là nơi quy tụ một số thần kinh hệ và hai cục thịt mềm chứa đựng nhiều trược chất, nước mắt, cứt ghẹn, nước nhợn và mũ máu. Vậy tín nữ còn thương cặp mắt A Nan nữa không? Bạch Đức Thế Tôn: Nếu vậy thì đệ tử thương cái mũi của A Nan. Này tín nữ, cái mũi cũng là nơi liên kết một số thần kinh hệ, bên trong chứa nhiều trược chất, nước mũi, cứt mũi, nước nhợn và rất hôi hám. Vậy tín nữ còn thương cái mũi của A Nan nữa không? Nàng mắc cỡ đâm điều, cứ nói hết thương cái này đến thương cái khác. Nàng nói thương bộ phận nào thì Đức Bổn Sư đều giải thích cái quế trược của nó. Cuối cùng nàng cúi đầu im lặng. Đức Phật dạy: Tín nữ ơi, xác thân này chỉ là cái bị da được tạo dựng lên bằng da, thịt và máu mủ. Các vật quế trược thường trực chảy theo cửu khiếu, là nhà trọ, là nghĩa trang của các loại sinh trùng, là ổ bệnh tật, là nhà vệ sinh cố định. Nếu không chịu khó rửa ráy thường xuyên thì mùi hôi thối sẽ xông ra tức khắc. Tín nữ ơi, xác thân này sở dĩ đẹp đẽ là nhờ da thịt bên ngoài che đậy các vật quế trược bên trong, cũng như quan tài được sơn phết màu mè, được trao chuốt trơn láng, mà bên trong là thi hôi thối. Không ai ưa thích quan tài có tử thi sình thối. Vậy tại sao tín nữ lại ưa thích xác thân có nhiều trược chất và sinh trùng? Lẽ ra giọt nước cành dương đã rủ sạch lòng trần, nhưng tội nghiệp nàng vì nàng đã quá yêu thương đại đức Ananda, thương đắm đuối cuồng nhiệt, quên thân phận hiện tại, quên cuộc sống cách ngăn, quên cả sự hiện diện tôn quý và pháp âm màu nhiệm của Đức Bổn Sư. Tâm trạng nàng chỉ nghĩ đến đại đức Ananda, trái tim nàng chỉ có hình ảnh độc nhất của người nàng yêu. Quả thật, tình yêu của nàng là tình yêu đơn phương, song nàng bất chấp, vì trong cái cay đắng ấy nàng vẫn cảm thấy thú vị ngọt ngào. Thỉnh thoảng, ánh sáng chánh pháp lóe lên trong tâm hồn nàng, rồi dục tắt thật nhanh như điện trời. Nàng như chiếc xe tuột dốc mà bộ phận thắng đã hư. Lửa ái dục đang bốc cháy rực trời mà nước cam lồ chưa dập tắt được. Nàng suy nghĩ lung lắm, tìm phương cách nào để được gần gũi đại đức Ananda, nhưng vấn đề hoàn toàn bế tắc. Thất vọng, nàng bái biệt Đức Phật ra về. Nàng cũng không quên liếc nhìn đại đức Ananda như trao gửi hẹn hò. Thời gian nàng được gặp gỡ đại đức Ananda rồi theo đại đức về chùa bái kiến Đức Phật đã hết nửa ngày. Trời chiều bảng lãng, nàng phập phồng lo sợ sự vắng mặt quá lâu của mình sẽ trở nên đại tội nếu chủ nhà cần gọi. Vì đó có lần nàng bị hành hạ tàn nhẫn chỉ vì cái tội này. Thật tội nghiệp cái thân phận và kiếp sống tôi đòi. Nhưng thật may mắn làm sao, suốt thời gian ấy chủ nhà tuyệt nhiên không gọi đến nàng. Một sự kiện ngoại lệ, có lẽ đây là Phật lực. Đêm ấy, nàng Kukila trằn trọc, thao thức suốt canh trường. Mở mắt thì nóng rát, mệt mỏi, nhắm mắt thì hình ảnh đại đức Ananda hiện lên như thiên thần bất tử. Giác quan thứ sáu của nàng gần như không còn đối tượng ngoại trừ hình ảnh của đại đức Ananda. Nàng tâm niệm tên đại đức liên tục không gián đoạn, như tín đồ ngoan đạo niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Thỉnh thoảng
hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Bổn Sư hiện lên trong tiềm thức và nàng cũng cảm thấy yên tĩnh đôi phần. Nàng cũng có cảm giác của khách lữ hành giữa trưa nắng gắt được núp bóng tàn cây. Nhưng cuối cùng, hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Phật mờ dần, nhường cho hình ảnh khả ái của Đại Đức Ananda ngự trị. Tội nghiệp, nàng hoàn toàn bất lực trước trận giặc tình, nên đã tự mâu thuẫn với nỗi niềm riêng. Tiếng gà gáy sang canh, tiếng gáy thúc giục liên hồi báo hiệu bình minh mới. Gió mai thổi hơi sương luồn qua cửa sổ khiến nàng cảm thấy phấn khởi và tỉnh táo. Nàng đứng lên cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị thức ăn sáng cho chủ. Mặc dù bận rộn, nàng vẫn không quên hình bóng Đại Đức Ananda. Nàng thầm gian giái thần linh xui khiến cho Đại Đức sáng nay đi khất thực ngang qua nhà nàng đang ở. Nắng mai khiến nàng dễ chịu. Làm xong bổn vận, nàng ra đứng trước cửa, cặp mắt mơ màng nhìn xa xăm. Bỗng nàng trông thấy một vị tỳ kheo đi, tay ôm bình bát, mình mặc áo cà sa, đang đi khất và tiến tới nhà nàng. Một ý nghĩ khác thường thoáng hiện qua tâm thức, khiến nàng sung sướng như bắt được vàng. Ồ, tỳ kheo ni, ta sẽ xuất gia làm tỳ kheo ni, sẽ được ở gần kỳ viên tịnh xá, sẽ có cơ hội gặp gỡ chuyện trò với người thương. Quyết định xong, nàng xin nghỉ việc, đến chùa bái kiến Đức Thế Tôn và xin xuất gia. Đức Tôn Sư thấy rõ thiện duyên thánh quả của nàng, nên Ngài hoan hỷ chấp thuận và cho ở chung với ni chúng gần kỳ viên tịnh xá. Sau khi xuất gia, tân ni cô tích cực học tập, lầu thông kinh luật, hạnh kiểm trang nghiêm, thu thúc lục căn, sống hòa bình, có kỷ cương và rất đẹp lòng ni chúng. Yếu tố giúp nàng thành công trong nếp sống phạm hạnh là đức tính trầm lặng. Mặc dù tinh tiến vượt bậc, nhưng nàng cũng tránh không khỏi xao xuyến. Khi Đại Đức Ananda đến dạy đạo tại ni viện mỗi buổi chiều, có một lần nàng được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp về phiền não là tham ái, sân hận và si mê. Ngài dạy: cả ba thứ phiền não đều thiêu đốt chúng sanh thường trực, nhất là hạ chúng sanh chịu dưới quyền sai sự của nó. Nhưng tính chất kinh trọng khác nhau, tham ái tội nhẹ khó diệt, sân hận tội nặng dễ trừ, si mê vừa nặng tội vừa khó dứt. Người xuất gia, mặc dù cuộc sống xa cách tham ái, nhưng nếu tâm hồn còn bị sai sử, thì con đường giải thoát vẫn còn ngưng trệ. Ví như khúc gỗ tươi, dù để nơi khô ráo, cũng không phải là nhân điều phát quả. Nghe xong bài pháp, nàng lãnh hội trọn vẹn và cảm nhận sâu xa. Nàng tự thẹn vì thấy mục đích xuất gia của mình không phải để tẩy trừ phiền não hoặc để liễu ngộ niết bàn, mà chỉ vì muốn được gần gũi người yêu. Quả thật, mình đã hành động liều lĩnh, thiếu sáng suốt, vì như thế có khác nào để dầu gần lửa, tránh sao khỏi cho bốc cháy một sớm một chiều. Càng suy nghĩ càng xao xuyến, hoang mang. Vả lại, nàng cũng chưa thấy Đại Đức Ananda có một cử chỉ đặc biệt nào đối với nàng. Đành rằng sự gặp gỡ người yêu là hạnh phúc, song hạnh phúc ấy quá nhỏ nhoi nếu đem so sánh với nỗi buồn cô đơn dày xéo và nỗi khổ đọa đầy của kiếp sống cách ngăn. Chiếc áo cà sa là bức tường ngăn cách giữa nàng và Đại Đức, một sự ngăn cách hữu hình nhưng không thể san bằng vượt thoát. Nàng cảm tưởng như bất thần bị tát nước đá vào mặt, tâm trạng nàng chán chường tuyệt vọng. Nàng cố quên Đại Đức Ananda bằng cách tích cực trao dồi kinh luật. Nàng rất sợ sự gián đoạn của thời gian và khoảng trống của không gian. Tuy đã cố gắng và phấn đấu, nhưng hình ảnh Đại Đức Ananda cứ hiện lên như thiên thần đối diện. Nàng hoàn toàn bất lực trong ý niệm chạy trốn tình yêu, vì tình yêu là nam châm mà trái tim nàng là một loại kim khí. Một hôm, nàng đưa một cô ni bạn đến gặp Đại Đức, vốn bẩm tánh nhã nhận được sự,
Đại đức tiếp nàng rất niềm nở, đảo tình. Nàng sung sướng và vui mừng chi xiết. Nàng cảm thấy cuộc đời sáng tươi, đáng yêu, đáng sống. Tâm trạng nàng như hoa xuân nở rộ, như lúa hát gặp mưa. Nhưng trước khi nàng ra về, đại đức nhắc khéo: Này cô, từ nay nếu không có lý do chính đáng thì cô đừng nên đến đây. Còn nếu có điều chi thắc mắc liên quan đến giáo lý thì nên hỏi. Khi tôi đến đây dạy đạo tại quý viện. Đêm ấy nàng đã khóc rất nhiều. Có lẽ nước mắt đã chảy ra suốt đêm trường. Nàng cảm thấy vừa buồn, vừa tủi hờn, vừa đau đớn. Sự đau khổ trào dâng, nàng quốc nghẹn nói một mình Đức Quảng: Phải mà, ông ta có bao giờ nghĩ đến mình đâu. Lòng dạ gì mà như sắt đá. Một ni cô ngủ gần, nghe tiếng nấc giữa đêm khuya, bèn lật đật đến hỏi: Cô Kỳ Lạc, có sao không? Ồ, không có sao, Sumitra. Tôi vừa trải qua cơn ngất mộng khủng khiếp quá. Thành thật cảm ơn Sumitra đã thương tình lo lắng cho tôi. Đức Phật dạy, người rải lòng từ bi sẽ không nằm thấy ác mộng. Cô Kỳ Lạc có nhập từ bi quán trước khi ngủ không? Ồ, vậy là trước khi ngủ phải rải lòng từ bi thì sẽ không nằm mơ thấy ác mộng phải không? Phải. Đêm nay trước khi ngủ tôi đã quên, không nhập từ bi quán. Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô tình làm kinh động giấc ngủ Sumitra. Sau khi Sumitra đi rồi, cô Kỳ Lạ nghĩ đến thân phận bèo bọt của mình. Quả thật đời nàng là một chuỗi dài bất hạnh. Lúc chưa xuất gia thì nàng là một kẻ đô tỳ bằng thể xác. Đến khi được xuất gia thì nô lệ bằng tâm hồn. Thật vậy, người bị mắc bẫy tình thì tha nhân không gỡ được mà phải tự lực giải thoát. Nàng chợp mắt trong tình trạng uể oải, mỏi mòn khi trời gần sáng. Chạy trốn tình yêu. Cuối cùng, nàng không đủ can đảm chịu đựng nhiều hơn vì sức người có hạn. Nàng dứt khoát xin phép Đức Bổn Sư và Đại Đức Ananda từ giả ni chúng đồng đạo ra đi sang xứ Kosambi và tạm ngụ chùa Kositarama. Với ý niệm, sự xa cách là phương thuốc nhiệm màu để xoa dịu niềm đau ái tình. Trước phút ra đi, nàng cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Nàng an cư kiết hạ tại một ni viện gần chùa Kositarama do ông bá hộ Kosita cúng dường Đức Bổn Sư. Suốt 3 tháng sống xa Đại Đức Ananda, tâm hồn nàng tương đối yên tĩnh, đạo hành tăng tiến khả quan. Nàng tin tưởng rồi đây sự nhớ nhung sẽ giảm thiểu. Tuy nhiên, tình yêu lúc nào cũng có cái lẫn quẩn của nó, trừ phi nó tự tan biến hay bị thời gian đào thải. Đời sống lắm rắc rối, đầy cạm bẫy và nhiều mâu thuẫn. Chẳng hạn như ta chạy theo vật sở thích thì nó lánh xa, ta không cần thì nó lại đến. Cũng như bóng với hình, hình tìm bóng thì bóng lẩn trốn, hình lẩn trốn thì bóng không rời. Chính cái thông lệ ấy đã đến với cô Kỳ Lạ khi hay tin Đức Bổn Sư sẽ quang lâm Kosambi và Đại Đức Ananda sẽ là thị giả. Tin này được loan truyền vô cùng nhanh chóng. Từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng nghe bàn tán và ai ai cũng sốt ruột, mong cho mau đến ngày hội ngộ cùng Đức Bổn Sư. Đức vua Udeda, mặc dù chưa được diện kiến Đức Bổn Sư, cũng vui mừng ra mặt. Nhóm lục sư ngoại đạo thì chuẩn bị dấn mạng. Có gì quyết ăn thua, có gì muốn tìm hiểu để so sánh, có gì muốn phô trương, có gì thì muốn tiêu khiển. Chứ gì phàm tăng thì hy vọng được gội nhuận mưa pháp. Trong lúc đó, nào ai biết được tâm trạng cô Kỳ Lạ khi một cô đi bạn đến báo tin mừng. Cô Kỳ Lạ, cô có hay tin Đức Bổn Sư sẽ quan tâm đến đây không? Thật vậy hả cô? Chắc Đức Bổn Sư quan lâm một mình.
Đức Bổn Sư đâu có Quan Lâm một mình. Ai ai cũng biết Đức Bổn Sư Quan Lâm đến đâu á, thì có số đông tỳ kheo tháp tùng đến đó. Và vị thị giả là Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda! Nàng la lớn và lấy tay đè ngực. Có chuyện gì hở cô Kila? Tại sao cô hoảng hốt vậy? Không, đâu có chuyện gì. Tại tôi quá vui mừng, quá xúc động nên mất bình tĩnh. Mọi người đều vui mừng như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ được lãnh hội giáo lý cao siêu màu nhiệm từ Kim Khẩu Đức Bổ Sư, hoặc do chư Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Ca Diếp hoặc Đại Đức Ananda phụ trách thuyết giảng. Ngày chờ đợi đã đến, Đức Tôn Sư và số chư vị thánh tăng tháp tùng đã đến Kosambi. Đức vua, văn quan, võ tướng, thân hào, nhân sĩ, sa môn, bà la môn đón rước Đức Bổn Sư vô cùng trọng thể. Riêng dân chúng thì tự động đứng làm hàng rào danh dự, tay cầm hoa thơm và các thứ hương liệu cúng dường Đức Bổn Sư trên khoảng đường dài nhiều dặm. Hoa tươi đầy đường, hương thơm ngào ngạt. Đức Bổn Sư và chư thánh tăng gần như bước đi trên lớp hoa mềm. Từ ngoài cổng chùa, tỳ kheo, tỳ kheo ni đã dâng tập quỳ đảnh lễ Đức Bổn Sư vô cùng trang trọng. Nỗi vui mừng gần như phỉ lạc, toàn thể đều hướng nhìn về phía Đức Bổn Sư và Đại Đức Ananda để chiêm ngưỡng. Trong số ấy, người chiêm ngưỡng Đại Đức Ananda nhiều nhất là Kokila. Vừa gặp lại Đại Đức Ananda, sự yêu thương tự nhiên bừng sống dậy như cỏ héo gặp mưa. Vì đã 3 tháng rồi, 3 tháng dài vắng bóng người thương. Giờ thì người thương bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt, và trong khung cảnh tưng bừng khắp khởi ấy, mọi người đều chiêm ngưỡng người thương. Thì bảo sao nàng không vừa hãnh diện vừa ghen tức cho được. Nàng tách khỏi đám đông về tư phòng, tim nàng đau nhói như bị kim châm búi sát. Nàng nghĩ thầm: trên thế gian này không lửa nào nóng bằng lửa dục ái. Thật vậy, tiếng gọi của tình yêu lúc nào cũng thúc giục liên hồi như tiếng kèn xung trận. Sức mạnh của tình yêu là vô địch, không có sự chinh phục nào tốc chiến tốc thắng bằng cuộc chinh phục của tình yêu. Đạo binh tình yêu chỉ có thể bại trận trước đạo binh thánh đạo. Ngoài đạo binh thiện chiến này ra, không một đạo binh nào đủ sức chiến đấu, chứ đừng nói đến vấn đề thù thắng. Trận giặc tình yêu không có chiến tuyến, đúng hơn là một cuộc nội loạn, một cuộc đột kích bất thần, một trận bảo lòng thần tốc. Có 2 yếu tố thúc đẩy hành động: 1 là trách nhiệm, 2 là tiếng lòng. Yếu tố trước nếu bất thành, người ta đau khổ nhưng tương đối nhẹ nhàng. Còn yếu tố thứ hai nếu thất bại thì hậu quả của nó là thất vọng, tuyệt tình, quyên sinh, tự sát. Tội nghiệp của Kila, nàng phải chiến đấu một lúc trong 2 trận tuyến. Trách nhiệm hiện tại của nàng là học đạo, hành đạo và thành tựu cứu cánh của đạo. Nàng không còn là một thiếu nữ tầm thường, mà là một ni cô xuất gia đạo Phật. Nếp sống thiền môn cũng đã giúp nàng quen mùi thiền vị. Sự luyến ái nam nữ sẽ phá hủy toàn bộ yếu tố trách nhiệm. Nhưng tội cho nàng, tiếng gọi tình yêu là thúc giục liên hồi như nhịp khúc hành quân, và cũng thiết tha mê hồn như khúc nhạc tình lưu trai thần thoại. Nàng không còn đủ sáng suốt để phân tách lợi hại. Quả thật, trong thâm tâm nàng không muốn thấy có sự thắng bại giữa trách nhiệm và tiếng lòng. Vì nếu trách nhiệm thắng thì nàng sẽ tuyệt tình, còn tiếng lòng thắng thì nàng sẽ bất đạo. Tâm lý nữ giới thường hay hướng ngoại. Một khi đã yêu thì không phân biệt địa vị hoàn cảnh. Mặc dù biết rằng tình yêu đơn phương của mình là tuyệt vọng, nhưng nàng không lùi bước. Ngày Đức Phật Quang Lâm đến, chính đêm ấy nàng xót xa và hờn tuổi nhiều. Vì nàng thấy vua, quan, thân hào, nhân sĩ, bá hộ, thương gia đủ thành phần giai cấp xã hội kéo nhau đến bái kiến Đức Phật như dòng suối chảy. Trong số ấy, nhiều nhất là nữ giới. Nàng biết chắc rằng
họ sẽ trò chuyện với Đại Đức Ananda trước khi vào bái kiến Đức Phật. Và Đại Đức có bao giờ nghĩ đến nàng đâu. Suối lệ tuôn rơi lúc nào cũng không hay biết. Đến khi nước mắt chảy thật nhiều, nàng mới cảm thấy dễ chịu, ngực bớt nặng và tim bớt nhói. Có lẽ nước mắt là người bạn trung thành nhất của nữ giới. Gần như ngoài nước mắt, không còn người bạn nào thân thiết, chung tình và cảm thông hơn. Sở dĩ có hiện tượng này là vì nữ giới quan niệm tình yêu là cốt tủy của cuộc sống, trong khi nam giới chỉ xem tình yêu như là một trong những yếu tố của cuộc sống. Do đó, khi đã yêu, thì nữ giới sẵn sàng hy sinh thể xác, linh hồn và sẵn sàng nô lệ cho tình yêu, không cần cân nhắc. Chiều hôm sau, nàng bách bộ quanh chùa ngắm cảnh để tâm hồn được phần nào nhẹ nhàng. Đứng nhìn cảnh muôn hoa đua nở, lòng nàng đắm đuối say mê. Đây, hoa thảo đường khoe nhụy, đưa hương cợt đùa lũ ong. Kia nàng dạ lý lẳng lơ, đưa tình với bướm. Nọ là đóa hoa sen trắng, ấp ủ hương trinh. Biểu tượng một vẻ đẹp thanh kỳ, quý phái. Mỗi loài có một vẻ đẹp khác nhau. Một đàn thì phóng đãng kiêu sa, một đàn lại dịu dàng thanh nhã. Chung quanh ao sen có băng đá dài để ngồi hóng mát ngắm cảnh. Nàng thường ra đây ngồi nhìn những con bướm lượn. Gió chiều thổi về đưa hương sen vào bờ, một mùi thơm nhẹ nhàng tinh khiết. Trước cảnh hữu tình ấy, nàng cảm thấy phấn khởi. Cảnh vật thiên nhiên lúc nào cũng có giá trị đối với cuộc sống. Nó là người bạn trung thành trong những phút vui buồn. Nếu được sống gần gũi thiên nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Càng sống xa thiên nhiên thì càng bị phũ phàng, nghiệt ngã. Trong lúc nàng mãi thả hồn theo ngoại cảnh, bỗng có tiếng chân người phía sau đi tới. Rồi quay đầu nhìn lại, nàng bắt gặp Đại Đức Ananda và ông bá hộ chủ chùa. Hình ảnh ấy làm tan biến không khí yên tĩnh thần tiên của nàng. Trong giây phút bàng hoàng nửa mơ nửa tỉnh, không biết nàng mừng hay lo mà bàn tay và vành môi rung lên nhẹ nhẹ. Khi Đại Đức Ananda đến gần thì nàng bước lùi. Nàng không còn nhớ được rằng phía sau lưng là ao nước. Nàng cứ tiếp tục lùi và vô tình dấp phải cục đất cứng, mất thăng bằng, nàng ngã xuống. Cả Đại Đức Ananda và ông bá hộ đều không ai dám đỡ nàng. Nàng là một tỳ kheo ni. Nàng tự gượng đứng lên, quỳ gối đầu cúi xuống. Này cô! Giọng nói của Đại Đức Ananda vừa lo lắng vừa thương hại. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm kinh động, khiến cô phải khổ sở. Cô có đau lắm không? Nhưng lời hỏi han này, lo lắng và nhiệt tình của Đại Đức Ananda như món thần dược giúp nàng hết cơn đau nhức. Thật vậy, không có gì khiến cho người nữ vui mừng bằng khi biết người yêu lo lắng và tưởng nhớ đến mình. Họ quên tất cả lỗi lầm quá khứ của người yêu và rất dễ tha thứ, như trẻ thơ quên khóc, quên la khi được bú sữa mẹ. Nàng rất cảm động, muốn thốt lời cảm tạ, nhưng nghẹn ngào vì quá xúc động. Cuối cùng nàng đành yên lặng. Đại Đức Ananda hỏi tiếp, cô có đau lắm không? Tôi cảm thấy ái ngại quá. Bạch Đại Đức, không sao. Cô đến ở đây có an vui không? Bạch Đại Đức, tạm an. Ông bá hộ xen lời, thưa sư cô, nếu sư cô cần chi trong tứ sự, tôi xin tình nguyện cúng dường. Nói xong, Đại Đức và ông bá hộ lại tiếp tục đi. Nàng nhìn theo Đại Đức Ananda mà tâm hồn như chết lặng. Nhưng sực nhớ cử chỉ lo lắng vừa rồi của Đại Đức, nàng cảm thấy vô cùng sung sướng và ước gì được té 50 lần trong một ngày. Mất tự chủ, nàng tự động bước theo Đại Đức. Đi được một khoảng đường, nàng dừng bước. Động tác nàng lúc ấy trông thật đáng thương. Cuối cùng, nàng quay về tư phòng với tâm hồn u uẩn. Nàng thèm gặp gỡ chuyện trò với Đại Đức Ananda như người chết khát thèm nước. Khi muốn gặp nhau thì người ta dùng đủ phương cách,
kể cả thủ đoạn bất chánh để đạt sở nguyện, vì yêu là mù quáng. Nàng đóng cửa như người bệnh nặng. Sunanda, một cô ni ở gần, gõ cửa hỏi: Có sao không cô Kila? Cảm ơn Sunanda, tôi chỉ hơi nhức đầu và cảm thấy khó chịu trong người. Cô uống thuốc chưa? Dạ có. Có cần tôi giúp gì cứ nói, đừng ngại nhé. Vâng, cảm ơn Sunanda. Cô có quen Đại Đức Ananda không? Biết chứ, ai mà không biết Đại Đức. Quả chăng người ấy không biết Đức Phật. Bộ cô có chuyện gì liên hệ với Đại Đức phải không? Vâng, tôi muốn nhờ cô hoan hỷ thỉnh cầu Đại Đức quan lâm đến đây để tôi được nghe lời chỉ giáo sau cùng. Vì tôi cảm thấy mạng sống không bảo đảm. Đức Phật có dạy, sanh, bệnh, thời giờ, địa điểm và cảnh giới là những điều bất định. Do đó, xin cô thương tình đến thỉnh cầu Đại Đức theo lời khẩn thiết của tôi như vậy. Cô Kila Tỳ Kheo Ni, xin đệ đầu đảnh lễ Đại Đức. Giờ đây nàng đau rất nặng, không ngồi dậy được. Xin Đại Đức mở lòng từ bi đến thăm bệnh nhân lần cuối. Sự quan lâm của Đại Đức sẽ là một điều rất hạnh phúc cho nàng. Trời đã về chiều. Bóng chùa và những bóng cổ thụ nghiêng mình ngã dài khiến vị trí quanh chùa trở nên mát mẻ u nhạt. Trên cạnh chim hót líu lo, có cặp thì đứng sát gần nhau, vừa rỉa lông vừa chuyện trò ríu rít. Loài phi cầm tuy không đủ khôn ngoan như loài người, nhưng đời sống vô cùng hạnh phúc, trong khi loài người mệnh danh là thông minh, tài trí. Nhưng đã có mấy ai hạnh phúc thanh nhàn? Sự thật, hạnh phúc là do sự an phận, mà loài người vì quá thông minh nên quá nhiều dục vọng. Hậu quả dục vọng là khổ sở lo phiền. Tìm hạnh phúc trong ái nhiễm chẳng khác gì tìm dầu trong đá sỏi. Hãy ra khỏi nhà lửa tham dục thì lập tức có sự mát mẻ an lạc. Đi tìm hạnh phúc ngoại giới cũng như người khác tìm nước ở sa mạc. Cái triết lý tìm hạnh phúc là tìm ở nội tâm. Trước hết phải nhìn thẳng sự thật khổ đau và truy tầm nguyên lý khổ đau là hạnh phúc. Ví như bệnh nhân muốn được sống an vui, lạc thú thì trước hết phải truy tầm bệnh căn phục dược. Sự hoàn toàn bình phục là điều hạnh phúc. Lời khẩn cầu của cô Kila được chuyển đến Đại Đức Ananda, khiến ngài lấy làm bâng khuâng thầm nghĩ: có lẽ nàng bị té ban chiều mà sinh ra bệnh, thật là tội. Nàng yêu mình trong khi mình không thể yêu nàng. Tình yêu đơn phương của nàng ví như trẻ thơ thấy mẹ nằm chết, cứ kêu réo bảo trả lời. Bản tánh nữ nhi vốn yếu mềm hơn nam giới, nhưng có một điều mà nam nhi phải đầu hàng vô điều kiện, đó là sự chịu đựng đau khổ. Đại Đức Ananda nhờ một vị tỳ kheo đi với mình đến chỗ cô Kila để thăm bệnh. Nhưng khi trông thấy bệnh tình cô Kila thì Đại Đức bớt lo lắng một phần lớn. Trí tuệ bén nhạy của Đại Đức đã soi thấu được bệnh căn của nàng. Nhưng Đại Đức tự nhủ: đây là cơ hội tốt nhất để mình giác ngộ nàng. Đoạn địa phiền đảo. Chủ đích đã có, Đại Đức Ananda an ủi và khích lệ: này cô Kila, đời sống bắt nguồn từ những yếu tố đáng gờm gớm và hổ thẹn. Hiện hữu của nó là sự tập hợp của tứ đại. Chung cuộc của nó là tiêu tán khổ đau. Mở mắt vào đời ta khóc, nhắm mắt lìa đời ta cũng khóc. Nếu lúc chào đời trẻ thơ nắm chặt đôi tay biểu hiện cho khả năng chiếm hữu, thì khi nhắm mắt lìa đời, người ta xòe tay cảnh tỉnh thế nhân: hãy hồi quang ta tỉnh. Này cô, tôi xin được phép kể cô nghe cuộc đời của tôi. Tôi là em họ Đức Tôn Sư, được sinh trưởng trong dòng Thích Ca quý tộc và xuất gia lúc 36 tuổi. Một công tử tuổi đời như vậy thì tránh sao khỏi vướng dây tình ái. Chính nhờ sự từng trải lịch kinh nên tôi khẳng định được rằng yêu là khổ, tình yêu hành hạ thể xác đầy đọa linh hồn. Mọi người đều muốn được như ý nguyện trong địa hạt tình yêu, nhưng chính tình yêu
thì chưa cho ai được toại nguyện. Nó là độc chất phá hoại toàn bộ cơ cấu nội tâm. Hạnh phúc của tình yêu cũng giống như bệnh nhân muốn mau bình phục rồi uống mã tiền. Cô không nên chạy theo tiếng gọi của tình yêu, vì khi tình yêu ngự trị, sai sử thì tâm hồn đâm ra loạn động. Càng loạn động càng khổ sở. Tình yêu trong xa đẹp như núi tuyết, nhưng đến gần chỉ có lạnh lẽo quang liêu. Cô hãy nhìn thẳng vào cuộc sống, đừng nuối tiếc những gì đã qua, đừng mong cầu những gì chưa đến. Cuộc sống tuy có hiện thành nhưng mau tiêu tán, như lượng hải triều trường mình lên bãi cát. Cô Kỳ Lạ ơi, tình yêu sẽ làm mờ tối lương tri, như áng mây trôi che dần trăng sáng. Bẩm tánh nữ giới hay mắc cỡ, xấu hổ, như khi đã yêu thì không còn biết xấu hổ nữa. Do đó, rất dễ đi sâu vào con đường tối tăm tội lỗi, như trẻ thơ bị lạc trong rừng. Lúc bấy giờ, cái cô đơn nguy hiểm của rừng sâu không còn là vấn đề, mà chính sự cô đơn, hoang mang, lo sợ của đứa trẻ mới đáng ngại. Có những người trong hình thức bên ngoài thật là ấm êm, hạnh phúc, nhưng nội tâm là trận cuồng phong bão tố. Cái cô đơn của người đâu phải vì thiếu bạn, thiếu tình, mà vì thiếu lý tưởng để tôn thờ, thiếu hải đảo chánh pháp để nương tựa. Còn riêng cô thì đã có tất cả, vậy cô hãy tiếp tục tôn thờ và nương tựa, hãy chấp nhận dấn thân cho mục đích cao đẹp đó. Còn tình yêu thì như chiếc thuyền lụng đáy, bám vào nó là tự trầm mình. Chánh pháp là thuyền từ cứu độ, là đúc tuệ soi đường. Khách trầm luân hãy bám vào thuyền từ, còn kẻ lạc lối hãy cầm lấy đuốc tuệ. Bất cứ hành động nào đưa đến hậu quả đáng cay, ân hận, Đức Tôn Sư khuyên chúng ta tuyệt đối không nên làm. Do đó, dù thể xác héo hon, dù cuộc đời đắng cay, cô không nên bỏ chánh pháp. Nếu phải chết, thà chết vì chánh pháp, chứ không nên chết vì tình yêu. Làm người ai cũng có lúc quên mình, lầm lỗi, nhưng một khi đã hồi quang phản tỉnh thì đài sen giác ngộ cũng gần. Biển cả bao la, nhưng quay đầu sẽ thấy bến. Hơn nữa, cô là bậc xuất gia, một phẩm hạnh thanh cao, một tâm hồn ly tục, một ý chí kiên cường, thì cô hãy tích cực và xứng đáng. Các loài trầm kỳ, dù khô, vẫn giữ được mùi vị. Tượng chiến, âm trận, dù chết không lùi. Mía, dù bị ép, bị nấu, vẫn ngọt. Bậc trí tuệ, dù gặp khổ đau, thà chết, chứ không bỏ đạo. Cô đã từ bỏ cuộc sống của một thiếu nữ tầm thường, đã từ bỏ hình thức thế nhân, đã đem thân nương nhờ cửa Phật, thì cô hãy cố gắng từ bỏ những liên hệ về tư tưởng khác phái, vì nó là kẻ thù nguy hiểm của phàm hạnh. Chắc cô cũng biết, trong trăm người mới có một người anh dũng, ngàn người mới có một người nói thật. Nhưng trong loài người khó tìm được một kẻ thoát ly. Đức Tôn Sư có dạy, nhờ ái dục để dứt ái dục, nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn, nhờ vật thực để ngăn vật thực. Nhưng vấn đề tình dục thì không thể như vậy được. Câu nói nhờ ái dục để dứt ái dục nghĩa là khi ta được nghe có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di đắc đạo chứng quả, rồi ta cố gắng tu hành để được thành đạt như những người đó, gọi là nhờ ái dục để dứt ái dục. Câu nói nhờ vật thực để ngăn vật thực nghĩa là các bậc chân tu thường quán tưởng vật thực chỉ để nuôi mạng sống, như người lạc giữa sa mạc bắt buộc phải ăn xác chết để tự cứu. Nhờ đó các ngài không dính mắc trong vị ngon và cố gắng công phu hành đạo, gọi là nhờ vật thực để ngăn vật thực. Câu nói nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn nghĩa là khi nghe có người đắc đạo chứng quả
thì tự ái nổi lên, nghĩ rằng người ta làm được, tại sao mình làm không được, rồi cố gắng tu hành để thành đạt đạo quả. Ấy gọi là nhờ kiêu mạn để lìa kiêu mạn. Này Kokila, riêng tình dục thì không thể nhờ chính nó để dứt được, trừ phi tích cực hành đạo để đoạn lìa. Đức Phật dạy ngũ dục là vô thường, vui ít khổ nhiều, dễ đầy tội lỗi, cực nhọc là nhân, khổ sở là quả, tình dục là mẹ đẻ của luân hồi. Giảng xong, đại đức chờ xem phản ứng. Quả thật thời giảng có kết quả. Nàng ngồi dậy, đắp y chỉnh tề, quỳ đảnh lễ gần chân đại đức tức tưởi, nói chẳng nên lời. Trên thế gian này, nếu sự đau khổ vì sự nhục nhã không tác động song hành thì hậu quả không đáng kể. Nhưng nếu cả hai cùng lúc phát khởi thì tác hại của nó sẽ vô cùng khủng khiếp, nhất là đối với phái nữ. Nàng tủi thẹn và hờn tức vì tình yêu không được đáp ứng. Lời nói của đại đức Ananda như mũi lao nhọn đâm vào tim nàng. Càng xấu hổ hơn nữa, khi nàng nhận thấy đại đức không tin thái độ và tư cách của mình, nàng cảm thấy như bị tạt nước vào mặt. Nàng quỳ im lặng, nghẹn ngào. Giây phút trôi qua, đại đức Ananda lên tiếng: Kokila, hãy nín đi, đừng khóc nữa. Vì khóc lóc không giải quyết được gì, và cũng không làm vơi cạn sự khổ đau ngập lòng. Tội nghiệp cho nàng, vì đại đức Ananda chỉ nói toàn những lời của bậc thánh nhân thoát tục. Vị tỳ kheo đi chung phải quay mặt nơi khác vì không đủ can đảm nhìn cảnh đoạn trường của người khác phái. Bạch đại đức, nàng nói qua tiếng nấc, tôi sẽ quyết tâm phụng hành lời dạy của đại đức dù phải đắng cay cùn cực. Tôi không tự trọng nên phải khổ lụy đến mức này. Thân phận tôi chỉ là một kẻ nô tỳ hèn hạ. Tình yêu đã làm tôi mù quáng, quên giai cấp dòng dõi đi yêu một người thượng lưu quý tộc. Bạch đại đức, thân nghiệp và khẩu nghiệp của tôi hoàn toàn vô tội, nhưng ý nghiệp chắc chắn là đã bợn nhơ. Tôi yêu đại đức một tình yêu chân thành tuyệt đối. Nếu hành động ấy có lỗi, xin đại đức từ bi hỷ xả. Nói xong, nàng cúi xuống, nước mắt dầm về làm ướt một phần chiếc áo cà sa. Nhìn gương mặt bơ phờ của dục của nàng, đại đức an ủi: Này Kokila, cô không nên đề cập đến vấn đề giai cấp, vì tôi đã quên nghĩ đến lâu rồi. Sở dĩ tôi không yêu cô không phải vì sự dị biệt giai cấp, mà vì tôi nhận chân được cái tội lỗi và hậu quả cay đắng của tình yêu. Hiện tại tôi có bổn phận phục dịch đức bổn sư và cố gắng thành đạt đạo quả để đoạn trừ phiền não. Bao giờ phiền não còn là bấy giờ luân hồi còn. Đức bổn sư dạy rằng hiện hữu là nguyên nhân của thống khổ. Nếu dễ vui để bị đọa vào khổ cảnh thì con đường giải thoát sẽ bị đình trệ lâu dài. Cô đừng bận tâm về việc bất đồng giai cấp. Mọi người sinh ra để rồi chung định luật già đau chết, tất cả đều bất lực và cô đơn. Vả lại, con người máu đều đỏ, nước mắt đều mặn, biết tham sống sợ chết, ghét khổ ưa vui, cũng như các loại cây khi bị đốt cháy thì màu than vẫn đen, màu tro vẫn xám và màu lửa vẫn hồng. Hòa mình chung lo hạnh phúc an bình cho chúng sanh là một hành động thức thời hữu ích. Còn giai cấp cao thấp không thành vấn đề, vì bất cứ giai cấp nào một khi đã hành động bất thiện thì tội ác như nhau, còn nếu hành động thánh thiện thì phước đức cũng như nhau. Tôi ước mong cô đừng nghĩ tới vấn đề giai cấp làm chi cho thêm tuổi phiền, mà hãy cố gắng tích cực hành đạo cho mau giải thoát. Còn chuyện tôi không thể đáp lại tình yêu của cô không phải vì tôi kỳ thị giai cấp, mà tại tôi kỳ thị chính tình yêu. Cô kỳ lạ ơi, bản chất tình yêu vốn đau khổ lại càng đau khổ hơn nếu yêu không đúng chỗ. Chẳng hạn như cô yêu tôi hay tôi yêu cô, gọi là yêu không đúng chỗ.
Vậy xin cô hãy tự dứt khoát, đừng vương vấn mà chuốc lấy lụy phiền. Nếu làm được như vậy là cô sẽ đạt đến một hạnh phúc tuyệt vời, vừa an lạc vừa thanh tịnh. Trên đường về, Đại đức Ananda đi thẳng đến ao sen và ngồi nghỉ trên một băng đá. Đại đức thở dài nặng nhọc như muốn trút bỏ những nỗi u hoài. Đại đức bảo vị tỳ kheo đi chung về trước và dặn: khi nào Đức Bổn Sư gọi, hãy ra đây tìm tôi. Hồi tưởng những chuyện đã qua, Đại đức cảm nhận có một thứ tình cảm nhẹ nhàng đối với cô Kila. Nhưng nhờ đại duyên, đại hạnh trong tiền kiếp yểm trợ, nên Đại đức tự ngăn được sóng lòng. Đại đức tự giáo hóa: này Anan, người mới đắc Tu Đà Hường, tham ái, sân hận và si mê vẫn còn. Người không nên dễ vui, gần gũi và gặp gỡ cô Kila, vì ý căn rất khó uốn nắn, chế ngự như voi nổi cơn tà dục. Anan, người hãy quy động chánh niệm để án ngữ ý căn, không nên để nó tự do phóng túng mà phải nắm thế chủ động. Người mà Đức Tôn Sư ban khen là chiến sĩ, là người có khả năng chế ngự và tự thắng. Sau khi tự giáo hóa, Đại đức vào bái kiến Đức Phật và tường thuật đầy đủ diễn tiến của sự việc, vì Đại đức không bao giờ giấu giếm Đức Phật bất cứ điều gì. Đức Tôn Sư dạy: này A Nan, ngươi quên rằng bậc Tu Đà Hường không bao giờ đọa vào hạ cảnh, và chắc chắn sẽ đắc A La Hán trong một hoàn cảnh thuận duyên. Người chớ khá nghĩ suy, phiền não. Lời dạy vừa chân tình vừa kích lợi ấy khiến Đại đức Ananda vô cùng hoan hỷ. Chiều hôm sau, tại giảng đường chùa Khosita, khi Phật tử tập trung đông đảo, Đức Tôn Sư đang lâm pháp tòa, uy nghiêm như Đức Thiên Vương Đế Thích nơi thiên điện. Ngài phóng hào quang rực rỡ như ánh thái dương. Hội trường im lặng, Ngài nhìn tứ chúng với đôi mắt từ bi. Đức Tôn Sư nghĩ: đại chúng quả thật nghiêm trang xứng đáng, chân tay không cử động, không một tiếng ho hen, đặc thắng, chứng tỏ một sự tôn kính tuyệt đối. Nếu Như Lai không lên tiếng trước, chắc chắn họ sẽ tiếp tục thinh lặng. Qua Huệ Nhãn, Ngài thấy rõ thiện duyên thánh quả của tỳ kheo ni Cô Kila đã đến thời kỳ liễu chứng. Để chuyển hóa và tiếp độ, Ngài đề cập bài pháp chuyển luân: này tứ chúng, có hai cực đoan mà các người không nên hành trì. Một là lợi dưỡng hưởng lạc, hai là khổ hạnh ép sát. Cả hai đều không phải thánh đạo, là con đường hèn hạ, tầm thường, phàm tục, bất thiện và vô bổ. Trái lại, này tứ chúng, có một con đường trung dung cao thượng thánh, hữu ích, giác ngộ. Đó là con đường thánh đạo có tám chi: thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, nghề nghiệp đúng, tinh tiến đúng, niềm tưởng đúng và định tâm đúng. Này tứ chúng, khổ là sự thật, hiện hữu là sự tập thành của ngũ uẩn và tứ đại. Do đó, hiện hữu khai nguồn cho thống khổ, sanh khổ, già khổ, đau khổ, chế khổ, ái biệt ly khổ, cán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ. Tóm lại, những gì liên hệ đến ngũ uẩn là khổ, khổ thường trực, khổ lớn lao. Này tứ chúng, khổ là sự thật, nguyên lý của khổ cũng là sự thật. Nguyên lý ấy là ái dục, tức sự khao khát, dính mắc trong cảnh giới vừa lòng, trong sự hiện hữu và trong những vật sở hữu. Những sự dính mắc khao khát vừa kể là nguyên lý của mọi thống khổ. Này tứ chúng, cảnh giới an lạc tuyệt đối không còn bị chi phối bởi phiền não và các sự thống khổ, chính là sự đoạn diệt ly tham, không còn dư tâm khác ái, là sự khai trừ quan bỏ, giải thoát, không còn chấp trước, là một sự thật. Này tí chúng,
Con đường hành trình đến cảnh giới Niết Bàn cũng là sự thật. Con đường có tám chi này, Như Lai đã đề cập nơi phần trung đạo. Các người hãy nương nhờ chính pháp. Như Lai chỉ là người hướng đạo. Phần tinh tiến thiêu quỷ phiền não là nhiệm vụ của các ngươi. Con đường giải thoát Như Lai đã chỉ dạy. Vậy các ngươi hãy tự hành trì. Thời pháp hôm ấy kết quả vô cùng khích lệ. Triên Tỳ Kheo Ni Kokila thì như người chết đuối giới được phao, như lũ hành sa mạc gặp nước. Nỗi vui mừng biến thành phi lạc, năng lực định tâm chuyển thành minh sát. Những vị tế phiền não đã bị đoạn lìa. Tâm trạng Kokila vô u, vô nhiễm và chứng ngộ thánh đạo A-la-hán. Từ đây, Tỳ Kheo Ni Kokila được dự phần trong đại gia đình thánh nhân vô hậu.